Mến chào toàn thể anh chị em trên YouTube. Hôm nay trên kho em có về con xe cuốc nhãn hiệu là IB25. Em xin gửi tới bà con xem qua sơ lược một cái. Xe mới vừa về. Đây, dàn chân ở đây. Chân và dàn xích ở đây. Xích thì còn rất là đẹp. Xe này chỉ có vài chục triệu thôi, rất là thích hợp cho bà con nông thôn. Về muốn cuốc móng hay là cuốc rẫy gì cũng được. Đây, dàn lam trước được của nó đây. Tay thì rất là đẹp, chưa có rỗ một cái tay nào hết. Đó, rất là sáng. Xe mới vừa về nhưng mà em chỉ cần bật chìa khóa nhích nhẹ là nổ thôi nha. Thằng này thì nó ba máy, máy giang ma luôn nha, ba máy giang ma. Nó IB25. Đây, dàn xích bên đây cũng còn rất là khá đẹp. Thì mình quay sơ lược thôi, còn anh em mà coi ưng ý thì tới bãi mình xem xe nha. Bãi thì ở thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Đó. Đây, nhích nhẹ cái máy nổ cho anh em xem coi nha. Xe này thì là chạy vô nổ máy và chạy vô luôn á, mới vừa về đó. Về thêm xe năng với hai ba con máy cày nữa. Nó bãi thì rất là rộng. Mai có xuống coi xe thì mình sẽ đem ra ngoài mình thử cho, chứ bây giờ nó chỗ nó chặt quá như vậy không có thử được.